Xin kính chào quý vị và các bạn. Những ngày này thì bà con ngư dân ở huyện Lộc Hà của tỉnh Hà Tĩnh tấp nập ra biển kéo lưới đánh bắt hải sản từ sớm. Sau khoảng gần 3 giờ đồng hồ thì bà con ngư dân hoàn tất công việc của mình. Mùa này thì ngư dân đánh bắt được chủ yếu là mực, cá trích, cá đù, cá đối và sứa để bán lại cho thương lái. Bà con có thể yên tâm là thời tiết ở vùng biển Hà Tĩnh cũng như là phía nam của Vịnh Bắc Bộ trở xuống đến Ninh Thuận, sóng gió vẫn êm ả. Từ nay cho đến 2-3 ngày tới thì gió chỉ khoảng là cấp 4, cấp 5, độ cao sóng không quá 2m50, trời có nắng và tầm nhìn xa là trên 10km, thuận lợi cho bà con đánh bắt. Tuy nhiên, bà con đánh bắt ở vùng biển phía bắc của Vịnh Bắc Bộ lưu ý từ đêm nay thời tiết sẽ chuyển xấu, mưa dông xuất hiện nhiều kèm theo nguy cơ về gió giật và lốc xoáy nguy hiểm. Cảnh báo mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cũng được đưa ra cho vùng biển từ Bình Thuận trở xuống đến Cà Mau Kiên Giang, ra ngoài khơi khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa. Gió ở đây khoảng là cấp 3 đến cấp 5, độ cao sóng là từ 0m50 đến 2m. Trong khi đó, thì thời tiết ở quanh huyện đảo Hoàng Sa vẫn rất tốt, trời không mưa, gió cấp 4, độ cao sóng là từ 1 đến 2m, biển êm ả. Xin chuyển sang thời tiết đất liền Trung Bộ. Chiều nay còn rất khô nóng khi nhiệt độ 37 đến 40 độ vẫn bao phủ từ Thanh Hóa trở xuống đến Phú Yên, cộng với độ ẩm thấp nhất phổ biến là 35 cho đến 55%. Cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo.